Ngọc Lan kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Vậy là chúng ta đang ở vào những ngày đầu tiên của năm Tân Mão 2011. Trong không khí còn rộn ràng sắc xuân, tưng bừng tiếng trống lân và vang lừng tiếng pháo. Nhật báo Người Việt và trang mạng Người Việt Online kính gửi đến quý độc giả một chương trình đặc biệt trong ngày đầu xuân. Cùng xuất hiện với Ngọc Lan trong chương trình ngày hôm nay là một số những biên tập viên, phóng viên của Nhật báo Người Việt và Người Việt Online. Đầu tiên xin được giới thiệu người phụ trách chính cho trang mạng Người Việt Online, nhà báo Khôi Nguyên. Xin mời nhà báo Khôi Nguyên, tổng thư ký trang mạng Người Việt Online giới thiệu với quý khán giả về những công việc mà anh đang làm. Kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Công việc hàng ngày của chúng tôi đó là điều phối toàn bộ tin tức song hành với nhật báo Người Việt phát hành 18.000 bản ở miền Nam California, và chúng tôi cho những tin tức này phục vụ quý độc giả làm sao nhanh nhất trong ngày. Ngoài cái công việc mà đưa toàn bộ tin tức mà quý độc giả có thể đọc được ở trên trang ở trên nhật báo Người Việt, thì chúng tôi còn sản xuất những cái chương trình riêng mà chỉ có trên Người Việt Online thôi. Ví dụ như là bản tin truyền hình mỗi ngày mà quý vị độc giả nhìn thấy những cái hình ảnh mà chỉ có ở trên Người Việt Online, cũng như những cái diễn đàn mà chúng tôi mở những cái diễn đàn trên Người Việt Online mà chỉ có trên Người Việt Online mà thôi. Công việc hàng ngày của chúng tôi không chỉ một mình tôi mà còn có cả một nhóm các biên tập viên khác cũng như những cái kỹ thuật viên khác. Và chúng tôi rất hân hạnh trong một năm qua phục vụ quý độc giả. Kế tiếp chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo Linh Nguyễn. Nhà báo Linh Nguyễn là phụ tá chủ bút của Nhật báo Người Việt, và anh cũng đồng thời là trưởng trang địa phương của tờ báo. Cảm ơn nhà báo Khôi Nguyên. Tôi là Linh Nguyễn, tôi phụ trách trang địa phương. Và nhiệm vụ của tôi mỗi ngày là làm sao phân chia công tác cho tất cả các anh em trong ban biên tập, ban phóng viên để làm sao có được tất cả những tin tức mới nhất trong địa phương của chúng ta. Và nhất là không để những cái tin tức liên quan đến quyền lợi, phúc lợi của người dân địa phương, cũng như những tin tức về giáo dục, và những tin tức về cái giới trẻ trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi làm được những công việc đó là vì cái sự đóng góp của tất cả các anh chị em biên tập viên. Tôi xin giới thiệu nhà báo Hà Tường Cát. Kính chào quý vị. Bình thường công việc hàng ngày của chúng tôi là tường trình đến quý vị những tin tức thời sự ở khắp mọi nơi. Và nói chung đó thì những công việc đó là những việc mà rắc rối, những chuyện nó phiền phức và nó không bình yên trong cái đời sống hàng ngày. Chúng tôi vẫn cho rằng những ai không liên quan trực tiếp đến những chuyện đó, đó là những người được cuộc sống bình an, và chúng tôi cho rằng đó là những người may mắn. Và quý vị, đa số quý vị độc giả của Người Việt Online đó là những vị may mắn, và quý vị là những người để chúng tôi tường trình đến quý vị những tin tức hàng ngày, và quý vị là những quan sát viên, là những người đọc của Người Việt Online. Và chúng tôi mong rằng qua năm mới thì mãi mãi quý vị sẽ là những độc giả, những quan sát viên như vậy. Kính chào quý vị, tôi Triều Phong, ban biên tập phụ trách phần tin tức thế giới. Công việc của tôi hàng ngày là săn lùng những tin tức nóng bỏng và cập nhật nhất để mang đến phục vụ cho quý vị. Sau đây tôi xin giới thiệu người kế tiếp là nhà báo Nguyễn Huy. Vâng, Nguyễn Huy xin kính chào độc giả của Người Việt Online. Thưa quý vị, chúng tôi được ban biên tập cũng như là trang địa phương ủy cho cái trách nhiệm và theo dõi tất cả những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại miền Nam California, đặc biệt là tại Little Saigon, khu vực mà tất cả người Việt chúng ta trên thế giới đều coi như là thủ đô của người Việt tị nạn. Và vì thế chúng tôi ý thức rằng tất cả những cái bài tường thuật này sẽ là những cái nối kết giữa cộng đồng của người Việt của chúng ta ở hải ngoại. Cho nên chúng tôi đã cố gắng, nhưng mà sức bất tòng tâm là bởi vì thường thường vào cuối tuần thì những sinh hoạt cộng đồng nó dồn cả vào, và có khi đến 7-8 nơi cùng hoạt động
cùng sinh hoạt trong một lúc nên không thể nào mà cô vô cho đủ được, cho nên có khi bỏ sót một vài nơi. Thì ở đây chúng tôi không phải là nhất bên trọng nhất bên khinh, và thưa quý khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ thì đừng hiểu chữ khinh đây là chữ khinh thường, mà khinh đây là khinh nhẹ. Và vì thế cho nên chúng tôi sẽ cố gắng trong năm nay để làm sao có thể cover đầy đủ với sự giúp đỡ của anh phụ tá Linh Nguyễn, của phụ tá của chủ bút, và cùng có những cái bài tường thuật về sinh hoạt cộng đồng tại miền Nam California. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, công việc của mỗi phóng viên, của mỗi biên tập viên đã được mỗi người trình bày một cách rất là rõ ràng, rạch ròi. Thế nhưng tòa soạn vẫn cử xuống cho chúng tôi một ông sếp nữa, gọi là Tổng Thư ký Nhật Báo Người Việt. Thì xin kính mời nhà báo Vũ Quý Hậu Nhiên giới thiệu cùng quý khán giả của Người Việt Online về công việc của một Tổng Thư ký của Nhật Báo Người Việt là làm gì? Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và cũng như độc giả của Người Việt Online. Như cô Ngọc Lan có nói thì có nhiều người cũng muốn thắc mắc là ai cũng có việc rồi, tại sao lại có thêm một ông Tổng Thư ký tòa soạn để làm gì cho nó mất công, làm gì cho nó tốn tiền. Nhưng mà cũng như quý vị đã thấy thì tất cả mọi người trong ban biên tập, mỗi người một việc, mỗi người làm một bài viết, mỗi người làm một bài phóng sự, và mỗi người có những cái sự uất ức, có những cái ưu tư, có những cái chỗ, có cái nhu cầu, có một cái chỗ để người ta đổ cái sự giận dữ, uất ức, buồn phiền đó lên, thì đó là việc của Tổng Thư ký tòa soạn. Đó là người mà thu gom về hết tất cả những bài viết, những bài phóng sự đó, ngồi nghe phóng viên la mắng vân vân, để mà cuối cùng làm nên một tờ báo rất đáng đọc. Đó là theo ý kiến của riêng tôi, là một tờ báo rất đáng đọc, rất nhiều người thích đọc những bài viết, rất nhiều người muốn theo dõi. Và tôi tự hào được làm quan tâm để những trăm ngàn lá dâu đã đổ vào một cách rất là sung sướng. Nghe Tổng Thư ký Nhật Báo Người Việt than thở là để phóng viên trút bao nhiêu nỗi giận thêm thì cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà ở trong ban biên tập của Nhật Báo Người Việt còn có một nhân vật rất là đặc biệt, người được xem là nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất, nhưng đồng thời cũng là người khó khăn nhất và là hung thần của cả ban biên tập. Đó chính là nhà báo chủ bút Phạm Phú Thiện Giao. Thiện Giao xin kính chào quý khán giả, thính giả của Người Việt Online. Toàn bộ ban biên tập của chúng tôi đều bầu tôi là người hiền hòa nhất trong ban biên tập. Chỉ riêng cô Ngọc Lan trong năm vừa qua bầu cho tôi là hung thần nặng nề nhất của ban biên tập. Thì thôi, chúng tôi cũng đành gánh lấy cái tiếng đó. Như anh Hạo Nhiên cũng đã nói là anh là Tổng Thư ký, là nơi để tất cả các phóng viên đổ tất cả giận dữ lên trên đầu. Thưa quý vị, tôi đã từng là một phóng viên, đã từng viết khá đều, viết khá nhiều. Và khi về nhận trách nhiệm chủ bút tại Nhật Báo Người Việt, theo thói quen trước đây là chúng tôi vẫn thường lui cui ngồi viết. Cho đến một hôm thì nhiều bậc đàn anh trong ngành báo có nói rằng chủ bút có nghĩa là người ngậm cây bút hoặc là cầm cây bút thôi chứ không phải để viết, bởi vì nếu mà chúng tôi viết nhiều quá thì chúng tôi sẽ không có thời gian coi sóc toàn bộ nội dung. Do đó chúng tôi đã rút được kinh nghiệm và chỉ ngồi để ngậm cây bút mà thôi. Và nhiều người nói nếu như thế thì anh tồn tại ở tờ báo để làm gì? Sau đó thì chúng tôi lại được học thêm bài học thứ hai, đó là ngậm cây viết để ngồi đọc và tiếp tục đọc rất nhiều, làm việc rất cẩn trọng và rất gần gũi với Tổng Thư ký để cùng với nhau tạo thành một cỗ máy biên tập chạy thật đều. Và cũng nhân tiện ngày hôm nay nói về chữ chủ bút thì có nhiều người nói rằng chúng ta nên đổi lại, bởi vì thời đại này người ta không còn cầm cây bút để viết nữa mà là dùng computer, vậy chúng ta nên dùng chữ chủ máy. Thưa quý vị, kính thưa quý khán giả, ngoài những người hiện đang có mặt tại đây, ban biên tập Người Việt chúng tôi còn có một số gương mặt cũng đã giành được sự ưu ái của quý khán giả, độc giả trong suốt thời gian qua, như nhà bình luận Ngô Nhân Dũng, Lê Phan, phóng viên Hà Giang, Đỗ Dũng, Tiffany Lê, biên tập viên Lê Thụy, Nguyễn Tuyển, Nguyễn Nhật, Văn Phan, Dân Huỳnh, Ngô Đồng, vân vân. Vì những lý do riêng và vì công tác đột xuất nên không xuất hiện ở đây cùng với chúng tôi. Trước thềm năm mới, thay mặt ban biên tập Nhật Báo Người Việt và Người Việt Online, Ngọc Lan kính chúc quý khán giả, độc giả cùng thân bằng, quyến thuộc xa gần một năm mới hạnh phúc, an khang, phát tài, phát lộc, và sẽ luôn là những độc giả đồng hành cùng Người Việt trong hiện tại và tương lai. Nhật Báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh.
Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.